gặp nhà gái nha. Dạ. Để coi sao. Xin chào chú. Thôi đất ơi. Đứng hình liền thấy không? Sao nó xinh dễ thương dữ trời. Đó, đứng hình liền. Được, nhà gái cũng được à. Trắng như bông bưởi. Chịu, nhà trai chịu rồi. Trời ơi, tụi nó trai tài gái sắc á. Với tính năng EKYC xác thực hình ảnh Pickable cho bạn smart thật, sẽ chi thật. Dạ, đầu tiên cho con xin được gửi lời chào đến cô Hồng Vân, chú Quỳnh Linh, bạn em bên kia và toàn thể mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Tên con là Mai Lộc Xuân. Năm nay con 24 tuổi, quê con ở Đồng Nai. Hiện con đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Con công tác trong một phòng khám đa khoa với chuyên ngành bệnh lý trị liệu phục hồi chức năng ạ. À, vậy đó hả? Rồi, Xuân là Xuân ở Đồng Nai là ở huyện nào Xuân? Dạ, con ở huyện Thống Nhất chú ơi. À, Thống Nhất. Mời nhà trai. Dạ, chào chú Quỳnh Linh, cô Hồng Vân. Chào bạn con. Gái con tên là Long, năm nay con 26 tuổi. Dạ, Huỳnh Minh Long. Huỳnh Minh Long. Dạ, năm nay con 26 tuổi, con quê con An Giang, con đang làm việc ở Sài Gòn. Dạ, con công việc của con là làm lễ tân kim thu ngân của một cơ sở massage chăm sóc sức khỏe ở Nam. Rồi, con nói cho bạn bên kia biết cái điểm mạnh và điểm yếu của con đi. Mọi người xung quanh nhận xét về con là một người khá là hoạt ngôn, vui vẻ, hòa đồng. Ham học hỏi, con cũng ưa sự sạch sẽ nữa. Ngoài ra thì con rất là coi trọng thời gian, con không thích giờ dây thun. Con coi trọng chủ tín nhất là trong chuyện tình cảm. Con còn thích nấu ăn, thích hát, thích đi du lịch. Với lại thích ngắm trai xinh cái đẹp nữa con. Tính tình rất là cởi mở. Đó là cái đặc tính của bạn này. Mời bạn Nam. Dạ, con thì con cũng biết nấu ăn. Con cũng thích đi du lịch nữa. Con ưu điểm là không có hút thuốc. Nhược điểm con là ít nói chuyện, con cách nói chuyện. Con làm thu ngân chứ thu tiền thôi mà, đâu cần nói chuyện với ai. Vô là thu thôi đúng không? Dạ. Hồi đó con học cái gì con? Dạ, con trước con cũng học ngành y. Hành y luôn hả? Dạ. Con có nhược điểm gì không? Nhược điểm con là ít nói á, con không biết cách nói chuyện. Đã nói rồi, thu tiền cần chi nói. Hồi đó cũng phải là nhược điểm đâu. Bây giờ nè, mình nói chút xíu được tình duyên cho đàn gái nghe coi. Có mấy mối tình nào nè? Con thì hai mối tình thôi. Trước hồi cấp 3 quen cũng lớp 12 thôi. Thì sau lớp 12 rồi thì mình ai đi học, đường ai nấy đi. Rồi, mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai thì sau khi con đi bộ đội về thì con quen được có khoảng 1 năm trời. Con có đi bộ đội nữa hả? Dạ, con có đi nghĩa vụ về. Qua môi trường là rèn luyện nữa ha. Dạ. Bản lĩnh rồi đó. Đúng rồi, là thấy có thiện cảm rồi đó. Rồi từ người... lúc mà chia tay mối tình đó có 1 năm tới giờ bao nhiêu năm là chưa có người yêu? Dạ chắc khoảng 4 năm. 4 năm nay ở không đó. Giới thiệu đàn gái vậy đó. 4 năm ở không, còn mình sao nè, nói luôn con. Mấy mối tình? Dạ con trải qua 3 mối tình. Mối tình thứ nhất thì là thời cấp 3, thời học sinh thôi cô. Mối tình thứ hai thì kéo dài hơn 3 năm, hồi đó con là sinh viên. Thì sao? Tại vì là có nhiều quan điểm sống khác nhau quá nên thôi tụi con dừng lại. Mối tình thứ ba thì chị làm quen anh đó được, tìm hiểu được 2 tháng thì không cùng tôn giáo nên tụi con cũng dừng lại cô. À, đến đây thì cũng hơn 2 năm rồi. 24 tuổi mà nó có sơ 3 mối rồi ha. Khá dữ luôn á. Không, chỉ có một cái mối tình chào giữa cưng. Chào cưng. Một tình giữa là có thể coi là mối tình thôi, không có gì cả. Đẹp trai mà. Đẹp trai trời mà. Ơi. Thì tôi có nói gì đâu. Người mẫu đó. Ủa cái ông mối này ông bị cái bệnh gì nha, giống không. Như là có tật rụt rịch hay sao. Giới thiệu đàn trai mà. Bên đây ai cũng đẹp hết. Con muốn cái người bạn gái của mình như thế nào? Dạ, cao, ngoan ngoãn, tính tình cũng vui vẻ. Đây nó kiểu như chủ động một xíu tặng con nhát lắm. Con nhát lắm hả? Dạ. Bây giờ muốn bạn gái chủ động phải không? Khó nha. Mình trai phải chủ động chứ, ai bắt gái chủ động. Đúng rồi đó, chú Linh nói đúng đó con. Dạ. Nhát, nhưng mà khi mà mình yêu rồi là mình phải quyết đoán, mình phải chủ động, mình phải tấn công chứ con. Dạ. Rồi những cái mà con mong muốn ở bạn gái á, thì cô nghĩ là bên nhà gái của cô là đủ, thậm chí là dư nữa đó con. Trời ơi, con nhà gái coi. Cô rất là chảnh, cô rất là tự tin vào cái nhà điều ta, mà tôi cô cũng sói ca chứ bộ vợ. Ủa tôi không hề nói cái gì, bên anh không sói ca, tôi chưa nói một cái gì luôn anh xui. Tôi nhà thích nhà trai rồi đó, nhà trai tôi là ngon à. Chú ơi, chú gặp nhà gái dạ. Để coi làm sao. Xin chào chú. Trời đất ơi. Đứng hình liền thấy không? Sao nó xinh dễ thương dữ đó. Đứng hình liền. Được, nhà gái cũng được à. Trắng như bông bưởi. Chịu, nhà trai chịu rồi. Trời ơi, tụi nó trai tài gái sắc á. Được rồi con. Con muốn người yêu của con với một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Dạ, đầu tiên thì ngoại hình ưa nhìn được chú. Tầm khoảng cao khoảng tầm 1m68 trở lên là được. Trời, ngon. 1m78 được không? Quá ưa nhìn, cao hơn quá, con sợ không bơi tới. Về tính tình thì
hòa đồng, sống tình cảm, trầm tính một tí. Quá trầm rồi đó con. Dạ. Nói lúc ít nói mà trầm dạ, quá trầm phải luôn. Có tinh thần cầu tiến, không vũ phu, không gia trưởng. Chắc chắn là không vũ phu rồi. Dạ, hồi nãy anh có nói là không hút thuốc rồi. Dạ, với lại là phải biết quan tâm, chia sẻ. Có quan tâm không con? Có cái này là chưa biết nè. Dạ, cũng có chứ con. Có phải không? Dạ. Đó. Hả? Bên nhà gái tao mong muốn vậy đó. Bên nhà trai tôi có hết á. Nói chung nhà trai tôi gì cũng có trơn á. Thì bây giờ hỏi gia đình đi. Hỏi gia đình đi coi sao. Tại sao con đi với ai? Dạ, con đi với gia đình con, ba mẹ với vợ chồng chị gái. Có ba mẹ nữa. Trời rồi. Ơi, mời ba mẹ cho ý kiến. Chú sinh gái xong mà sinh dữ vậy không biết. Hai ba. Xin giống mẹ không Quyền Linh. Mẹ. Mẹ nhỏ chắc xinh lắm ha. Trước hết em xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Chào nhà gái. Và chào mọi người trong khán đài hôm nay. Em là tự giới thiệu em là mẹ của Mai Lục Xuân. Nói chung là mẹ cũng nhận định thì bạn trai này cũng được. Tùy con quyết định cho nhau một cơ hội hẹn hò rồi mình sẽ tìm hiểu thêm. Hãy được thì tiến tới hôn nhân. Nhưng mà em xin muốn hỏi bạn trai tí. Thế con nhà con ở đâu? Dạ, nhà con ở quê con An Giang. An Giang hả? An Giang. Miền Tây đó. An Giang. Đây, rể của cô Kiên Giang đây. À, có người rể cũng Kiên Giang, Kiên Giang rồi giờ đây. Mốt là người rể An Giang nữa. Vậy thì cô muốn hỏi là gia đình con cũng vẫn còn ở dưới Kiên đó hả? Dạ. À, con chỉ lên đây con làm thôi gì? Dạ vâng, con mới lên Sài Gòn làm. À vậy hả? Dạ. Còn lại thì hai con quyết định. Dạ, cảm ơn nhà gái. Con đi với ai? Dạ con đi với bác với em gái ruột của con. Chào gia đình họ nhà trai. Mời đại diện nhà trai. Em xin chào chị Hồng Vân và Huỳnh Linh. Cũng xin chào các vị khán giả. Em là bác của Huỳnh Long. Thấy em gái này cũng dễ thương thì, quá dễ thương luôn. Bác thấy là cũng được đó. Thì mong là hai cháu gặp nhau rồi cho nhau cơ hội. Rồi, cảm ơn nhà trai. Bây giờ mở rào cho hai bên tâm đúng sự rồi. Đi nha. Đúng rồi, trai xinh gái đẹp nó gặp nhau rồi trên đó. Mở rào. Bắt đầu đi nha. Công lệnh. Chào em. Công lệnh. Đây là con món quà muốn tặng em. Dạ, em cảm ơn anh tặng anh. Cây này thì em trồng lâu rồi. Từ hồi nó dày nè, giờ nó to như vậy rồi. Từ hồi nó nhỏ như vậy. Cũng lâu rồi anh, hơn một năm rồi. Người ta nói á, là sen đá rất là khó chăm. Nhưng em nghĩ vậy. Em nghĩ là quan trọng là cái người tấm lòng của người đó thôi. Giống như là việc người đàn ông họ đối xử với người phụ nữ của họ vậy đó. Chỉ cần sự chân thành thôi. Người phụ nữ có độc lập tới đâu, có mạnh mẽ tới đâu thì cũng cần điểm tựa. Anh hiểu ha. Dạ. Rồi, hai đứa trò chuyện đi con. Cho anh hỏi trước, em hiện tại đang làm ở đâu? Dạ, em làm tại một phòng khám ở Đồng Nai luôn anh. Ở Đồng Nai hả? Dạ. Xa đúng không? Dạ, với lại em cũng thấy anh hơi xa. Đúng rồi, đang làm ở Sài Gòn. Tại vì chị em lấy chồng xa rồi nên em cũng muốn lấy chồng gần xíu. Hai đứa dọn về làm chung nghề luôn đi. Đúng rồi, không phải chung, tức là hoặc là đứa này qua chỗ này đúng hoặc rồi. Là đứa này qua chỗ đó. Chính rồi xác đó, luôn vậy đó. Luôn. Chắc hai đứa hợp đó. Để em tìm việc Đồng Nai qua đó làm. Đúng rồi. Ủa học anh y là học gì rồi con? Dạ con học y đa khoa. Y đa khoa hả? Dạ. Bà chú Linh là có bạn mà bạn thứ dữ ở Biên Hòa luôn. Nếu cần là chú Linh xin việc giùm luôn. Xin cái gì cũng được thân hết trơn con. Thân mà thân dữ dằn á. Rồi bị thân luôn á. Dạ. Rồi bây giờ mình cứ tính chuyện đó đi, còn chuyện kia chú lo. Dạ. Đúng rồi. Lo bằng bạc yêu đương khi mà về chung một nhà đi. Còn cái chuyện không gian địa lý để chú Linh tính cho. Dạ. Khi nào mà quen em cảm thấy mà mình kết hôn được á. Với em thì thời gian không quan trọng, quan trọng là tình yêu đủ lớn, đúng người đúng thời điểm thôi anh. Anh thì nghĩ nếu mà mình có quen nhau á thì chắc trong vòng năm sau. Năm sau hả anh? Thì giờ cũng cuối năm rồi. Không, anh cũng lớn rồi mà. Anh 27 tuổi, 26 năm sau là 27 là lấy vợ được rồi. Nôn quá hả con? Nôn quá. Đàn ông 30 tuổi vẫn chưa gọi là ế mà anh. Không, tại vì nhà anh cũng có mình anh á. Mà ba mẹ thì nhà cũng mong có cháu á. Anh là con một hả? Đúng rồi. Rồi nếu như mà anh lập gia đình thì sẽ về đó ở luôn hay sao anh? Tại vì anh là con một mà. Đúng rồi. Xa ba mẹ hả? Tại vì thật là em không thích lấy chồng xa. Tại vì là em say xe nữa nên nó xa quá em cũng sợ nữa. Tại sao hai đứa không nghĩ rằng chúng ta lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh hay lập nghiệp ở Đồng Nai gì đó? Bây giờ tương lai vẫn còn dài. Sau này mình lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh mình có thể đưa ba mẹ lên. Rồi biết đâu mình mua hai ba cái nhà ba mẹ chồng bên ba mẹ vợ bên. Trời ơi tính vậy chứ nó.
Dạ, nếu được vậy thì tốt quá ha. Ừ. Em hỏi anh là người ta nói là nóng giận á là một bản năng, đúng nhưng rồi. Mà biết kiềm chế nó là bản lĩnh, thì anh đúng có bản lĩnh đâu? Bản lĩnh của anh là anh mà nóng giận là anh không có thích cãi nhiều quá, anh đi không à? Anh đi hả? Không, tại không có làm lớn chuyện lên á. Nhưng giận mà quá, nếu giận như mà cãi đi. Thì anh cứ bỏ đi, vậy người ta nghĩ anh không tôn trọng người ta thì sao? Hết giận thì về nói chuyện sau chứ quá trời vậy đổ. thường nếu như vậy thì anh đi đâu? Thì anh đi uống cà phê rồi đi dạo, anh thích đi dạo không? Đi dạo mình nên khuây khỏa tí rồi anh đi về. À, bây giờ con đứng lên con nắm tay bạn gái, con giao lưu cảm xúc chút xíu nào. Nắm hai tay bạn gái, nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Dạ. Xin phép nắm tay em nha. Thật sự nói nãy giờ thì anh cũng thích em rồi. Nếu mà có cơ hội thì mình cho nhau để mình tìm hiểu sau này. Còn vấn đề đó thì từ sau này tính đi ha. Ở đây còn quá sớm mà. Em thấy sao? Em thấy xa quá. Thì xa từ từ là gần thôi. Không, bạn trai nói đúng đó con. Nói chung là giờ tụi con còn quá trẻ để mà mọi thứ nó còn ở phía trước, cho nên con đừng có sợ gì cả. Trước mắt là tụi con tận hưởng cái cảm xúc mà mình đang có đi. Thực sự nếu mà không thấy rung động thì thôi. Còn nếu mà thấy rung động thì cứ cho nhau cơ hội thôi con. Dạ. Hãy suy nghĩ đi. Dạ. Rồi, về vị trí chúng ta chuẩn bị bấm nút thôi các bạn. Nãy giờ chúng ta có thể chuyện vui chút xíu, nhưng bây giờ chúng ta cần lắng lòng mình lại, nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình đi. Nếu thật sự các bạn rung động thì các bạn hãy bấm nút. Còn chưa rung động con tim thì không cần phải bấm nút. Tất cả mọi thứ đều xuất phát từ trái tim của mình các bạn nha. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Như vậy là ta đã cho nhau cơ hội rồi đó. Cứ phải mạnh dạn lên vậy đó con. Bây giờ nói gì với hai bác đi, cho hai bác yên tâm để có thể cho tụi con hẹn hò với nhau đó. Dạ. Thì trước mắt thì đã bấm nút rồi, con cũng chân thành quen hai bác, quen con hai bác. Rồi con sẽ cố gắng dành nhiều thời gian để nói Xuân. Chuyện và quan tâm bé nhiều hơn để bé Xuân hiểu con. Dạ. Bé Xuân. Thì bé Xuân. Đó, rồi bây giờ con xin phép Mai Lộc Xuân bật một nụ hôn. Không, không, chương trình không có hôn tay con ơi. Hôn ở đây nè. Đó, hôn ở gò má của bạn. Anh xin phép cho anh hôn gò má em một cái nha. Ừ, à. Dễ thương tuyệt chứ. Thôi, như vậy là tốt rồi. Đây là cơ hội để hai đứa tìm hiểu nhau, biết đâu chúng ta sẽ tiến xa hơn. Dạ, em tên là Dương Quân Tiến. Hiện tại là 34 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại thành phố Thủ Đức. Tuyến là làm về gì ta? Dạ, em làm bên thiết kế, về thiết bên kế. Nội thất. Bây giờ mình nhà gái. Để em nói nhà gái nè. Dạ, em là Lê Thị Hà, em sinh ra ở Đồng Nai. Hiện tại em ở và làm việc ở quận 7 ạ, sinh năm 89 ạ. Làm gì hả? Dạ, em làm nhân viên chăm sóc khách hàng tổng đài ạ. Rồi, bây giờ Tuyến nói một chút về ưu điểm, khuyết điểm cho nhà gái nghe đi. Về ưu điểm của em thì có thể là biết lắng nghe, chịu học hỏi, có thể là học hỏi bất cứ mọi thứ. Học bất cứ cái gì, học rất nhanh đúng không? Vâng, khuyết điểm của em thì có lẽ là hơi nóng tính và vội vàng. Bây giờ chị mình đến với ưu điểm và khuyết điểm của bạn gái nè. Dạ vâng, ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng, dễ thích nghi, cũng như là lắng nghe sự chia sẻ. Còn khuyết điểm của em thì hay hờn vô cớ một chút. Với lại sống hay nội tâm một chút á, nên là cái ưu điểm của mình kiểu cảm xúc mình không thể kìm nén được á. Đường tình duyên của Tuyến sao? Đường tình duyên của em cũng hơi lận đận một tí thôi. Lận đận là lận đận thế nào? Cũng trải qua cũng hai mối tình. Hai mối hả? Vâng. Mối dài nhất nhiêu? Mối dài nhất thì cũng được khoảng 7 năm, 8 năm. Yêu nhau rồi có tính tới cái chuyện kết hôn chưa mà? Dạ có rồi chị. Thế thì bạn có em bé chưa? Dạ có được một bé. Đang sống với em một bé và một bé sống với mẹ. Tức là có vậy hai là bé luôn. Vâng, đúng rồi. Con lớn nhất là mấy tuổi rồi Tuyến? Dạ bé 8 tuổi ạ. Ở với mẹ? Vâng, đúng rồi. Bé nhỏ nhất thì được 4 tuổi ạ. 4 tuổi ở với ai? Đang ở với em ạ. Hiện tại thì mẹ bé đang ở Cà Mau. Chuyện đã qua rồi, nhưng mà vấn đề lớn nhất của em ở đây là chuyện con cái sau này. Thật sự là đang phân vân không biết là cái người tiếp theo có được sự bảo bọc con mình hay không, hay là có sự phân tách giữa con mình
con này con kia. Một chút mình sẽ hỏi quan điểm của người bên kia thôi. Đó là do mình. Ừ. Nhưng mà bây giờ là mình ở với ai nữa? Là chỉ có hai cha con chăm hai nhau cha con thôi. Không, hay là có hiện ai tại phụ thì không? Em gửi bé về nội cũng được 2 năm rồi. Nội ở đâu? Nội ở quê miền Tây ạ. Miền Tây là ở đâu? Dạ hiện tại thì quê nội đang ở Cà Mau. Vậy thì em Sài Gòn một mình? Vâng đúng rồi. Thuê nhà hay là? À, hiện tại thì trên đây em ở cùng với một anh trai. Là nhà của anh trai? Dạ đúng rồi. Chút xíu nữa mình hỏi tiếp. Tại vì rồi. Lan cũng có rất là nhiều cái câu hỏi muốn hỏi bạn đó. Chút xíu là nhà gái sẽ hỏi tiếp. Đường tình duyên của mình sao? Dạ đường tình duyên thì cũng hơi đào hoa một chút. Nhưng mà chính thức thì cũng có 2 mối tình. Mối tình đầu tiên của em thì chắc tầm 3 năm. Mối tình thứ hai thì chắc khoảng 2 năm ạ. Dạ, đúng. Nhưng mà nãy giờ em nghe bên kia tâm sự là đã ly hôn rồi. Dạ, và hiện tại đang ở với con. Nói chung hoàn cảnh bên kia cũng tội nghiệp lắm như vậy á. Thì em có ngại không? Vấn đề ở đây là em không ngại. Nhưng mà em thấy ảnh là người ngại. Có nghĩa là ảnh chưa sẵn sàng giống như trong một mối quan hệ. Anh không nghĩ là mình thương cô ấy, cô ấy cũng thương mình và sẽ thương con mình. Mà anh cứ lo sợ là không biết là cô ấy có thương con mình hay không. Không, lo sợ đó là điều đương nhiên rồi. Cho nên là một tí nữa các bạn sẽ trò chuyện với nhau nhiều hơn về vấn đề này. Đừng có nghĩ biết đâu người ta lại yêu thương con mình còn hơn mình nữa đó. Có những cái người phụ nữ như vậy chứ bộ. Đúng rồi. Bây giờ em trai nè, em muốn tìm một mối tình tiếp theo như thế nào? Biết chia sẻ, lắng nghe và quan tâm. Còn về ngoại hình thì nói chung là cũng chiều mến tí để sau này mà phụ cho công việc của em. Sau này có nụ cười dễ thương nè, mái tóc cũng tương đối là dài. Nụ cười rất là xinh, rạng rỡ. Giọng nói thì rất là... Xin chào chú Nguyên Linh. À, xin chào nhà gái, dễ thương. Dễ lắm. Đúng rồi, mình muốn một cái mẫu hình lý tưởng thế nào? Tại vì là con cũng hơi cao và hơi to con. Con cũng muốn là bên đó cao 1m7 trở lên. Không nhuộm tóc thì càng tốt. Con cũng, nhà con thì cũng không thích hình xăm và con cũng không thích. Không hút thuốc thì càng tốt hơn nữa. Dạ, chủ yếu là phụ nữ mà lúc nào cũng muốn được quan tâm, được lắng nghe và chia sẻ. Mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Có thể là 90%. Bây giờ mình đi với ai vậy? Hai người chị. Nhưng mà hai người chị đang bận tí việc là không có qua được á. Được dạ, rồi. Không sao, có chú Quyền Linh. Mình đi với ai cơ? Dạ, em có chị Ngọc Lan. À, dễ thương quá. Khỏe re. Bên đó có Ngọc Lan, bên đây có Quyền Linh. Mở rào. Trai bên đó dễ thương á, chị thấy ok. Bắt đầu đi em trai. Mạnh dạn lên nào. Đây, em có món quà dành tặng cho em. À, dạ, em cảm ơn anh ạ. Hình trái tim nha mọi người. Bây giờ mình cảm nhận về nhau đi các bạn. Anh nói trước đi ạ. Anh nhường quyền cho em. À, anh nhường quyền em hả? À, thì em nhìn anh thì cũng dễ gần, cũng hiền. Dạ vâng, nói chung là cũng có rung động. Còn nhà mình có mấy anh em ạ? Anh thì 4 chị em. Dạ 4 chị em. Anh Út. Anh Út à? Em cũng Út. Nhà em thì 5 anh em. À, quê của mình là ở Cà Mau luôn hả? Đúng rồi, quê anh ở Cà Mau. À, em thì quê em ở gốc thì ở Bình Định. Anh có sợ giỏ Bình Định không? Trời. Cũng hơi sợ đó. Nhưng mà... Vậy có giỏ hả? Nói hù cho vui thôi chứ em sinh ở Đồng Nai. Không biết giỏ đâu. Cảm ơn vì quê đã Đồng Nai. Dạ. Chứ anh sợ hơi bị sợ về phong bổ của Bình Định ấy. Dạ vâng. Hồi nãy có một cái ý em nói là em mong có một người bạn gái có cái nụ cười xinh để hỗ trợ cho công việc của em. Dạ, tại vì cái định hướng của em á, lúc trước cũng đã từng có công ty nhỏ nhỏ rồi. Nhưng mà sau cuộc khủng hoảng thì em tới bây giờ, hiện tại bây giờ thì đang ngưng động. Chắc có lẽ là trong 1 năm tới hoặc 2 năm tới thì em sẽ xây dựng lại. Rồi liên quan gì tới nụ cười xinh của bạn gái? Thì cũng có thể là phụ giúp công việc cho em ấy, gặp đối tác hoặc là khách hàng này kia nọ. À, là đi cùng lẽ... em. Vâng, đúng rồi. Đồng hành cùng em đi suốt quãng đường còn lại thôi. Dễ thương. Em, anh hỏi vấn đề này nhé. Về vấn đề về con ấy, hiện tại đang nuôi một bé. Bé trai 4 tuổi, cũng khá gành lắm. Thì em cảm nhận như thế nào nếu mà mình có con riêng như thế? Đối với em thì nó rất là không có cái vấn đề gì to tát cả. Quan trọng là cái người đàn ông như thế nào thôi. Em rất là thương trẻ con. Nhà em thì hiện tại mới có 3 cháu thôi. Nhưng mà 3 cháu đều là, lúc nhỏ là đều là em chăm cả. Nên là em rất là thương con nít. Dạ vâng. Nên là anh đừng lo nghĩ về vấn đề đó. Nên là có cái gì được anh cứ chia sẻ. Anh đừng nói cái vấn đề đó không biết là cô ấy có chấp nhận hay không hay là gì. Anh phải chia sẻ thì mới hiểu nhau được. Em rất là hiện đại luôn đó em gái. Dạ. Hay đó. Thì cũng nhiều lúc mình cũng lo ngại vấn đề đó. Dạ, tại vì thời buổi bây giờ nó cái gì nó cũng phát triển hết.
Dù mà con cái thì nó hơi nghịch tí. Dạ. Thật là nhiều lúc mà em không chịu được cái tính con nít á. Con nít thông minh thì mới hiếu động, mà mình thương nó thì nó sẽ thương mình thôi. Vâng, đúng rồi, anh cũng có quan điểm như thế. Dạ vâng. Nếu như bây giờ em kết hôn một lần nữa thì dự định về con cái của em như thế nào? Chắc chắn là em sẽ lập nghiệp ở Sài Gòn đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Thì em có dự định đem con lên ở cùng với em hay không? Cái điều đó là tất nhiên em sẽ mang con em lên. Ừ. Tại vì ngay lúc đầu em đã lựa chọn chọn con nên em cũng dự định là nếu mà sau này nó ổn ổn tí mình sẽ đem con lên. Nếu như mà cái anh phát triển về bên nội ngoại thất thì công việc của em hiện tại là làm bên chăm sóc khách hàng đúng không? Dạ đúng ạ. Nếu như mà phụ giúp công việc cho anh ấy, em có thể là chuyên về bên mạng đó, ok chứ? À, nói chung là em cũng thích về kinh doanh. Cũng có dự định là sẽ kinh doanh. Và khi mà lập gia đình thì em cũng muốn kinh doanh một cái gì nhỏ nhỏ để vừa chăm sóc gia đình mà vừa làm công việc của mình. À, không muốn giao con cho mình cho ai cả. Điều đó anh rất thích. Trời ơi, hai bạn này. Đúng với một người chăm sóc khách hàng, nói chuyện rất là vừa lòng. Tôi thấy tôi chịu đàn gái vừa hoàn toàn. Vừa lòng nhưng mà rất là chân thành rất nha, ông Mai, chứ không phải là để vừa lòng khách hàng không đâu. Bây giờ em trai, em bước tới, nắm tay cô gái, hát một giai điệu nào đó, mình giao lưu cảm xúc, giao lưu âm nhạc chút xíu rồi mình nói gì đó để mình cảm nhận về người đối diện. Vâng. Chào mừng đôi bàn tay em nhé. À dạ. Đó, hai tay nắm hai sao tay. Sao tay anh lạnh quá vậy? Nắm hai chắc tay có lẽ luôn. Là gần em nó sẽ lạnh. Dạ. Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ mong, một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bao sông, dù hoang tàng lãn quên nơi cuối đơn có em ghen chờ đợi anh. Mời nhà gái. Dạ. Nói một cái điều gì đó tận sâu trái tim của mình về người đối diện. Anh mong là anh suy nghĩ cho kỹ nha. Anh đã xác định mới lên tới đây. Anh mong thì là... đúng là ai xác định cũng mới lên tới đây. Nhưng mà xác định cho kỹ chứ em khó lắm á. Điều khó thì mình phải tìm hiểu mới biết là có điểm nào để mình chia sẻ và rỡ ra. Ok, khó mà không buông là em chịu ạ. Rồi, ok. Anh gái thông minh đấy. Chúng ta đang đối diện với khán giả hàng triệu người và bạn bè người thân. Suy nghĩ cho kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Nào, hãy nắm tay nhau. Chúng ta bắt đầu hẹn hò với nhau rồi đó. Chúc chúng ta sẽ có một mối tình trọn vẹn, hoàn hảo và hạnh phúc.